Kỷ Nguyên Hải Tặc, siêu phẩm Game One Piece, sở hữu chiến trường lên server rực lửa. Tải game, nhận ngay quà tân thủ khủng. Trải nghiệm ngay tại kỷnguyênhảitặc.com. Chủ tịch Chopper Hack Game, 10 thành tích lớn nhất của Tony Tony Chopper. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với chuyến hải trình của băng hải tặc xăm soi. Tony Tony Chopper hay được biết đến với một biệt danh vô cùng vật chất kim tiền. Chủ tịch Chopper vốn vẫn luôn là một tay cử tạ âm thầm và điều luyện của băng ngũ rơm. Không có chủ tịch thì các cụ có lẽ là đã đi về trần lạnh toát từ lâu. Và không ai có thể phủ nhận vai trò đặc biệt của một bác sĩ trên chuyến hải trình xa xôi cùng với thanh niên thuyền trưởng cái gì cũng không biết. Và như bao vị chủ tịch khác, Chopper không bán gói mè nào, nhưng trong suốt hành trình của mình, cậu ta cũng đã gặt hái được vô số những thành công và sở hữu cộng đồng fan vừa đông vừa hung hãn. Trong video ngày hôm nay, mời 500 anh em cùng đến với 10 thành tích lớn nhất của ngài Tony Tony Chopper, đấng cứu rỗi, phù thủy hồi sinh, bậc thầy hack game. Hoàn thành khóa đào tạo của Kureha. Bạn là con người và bạn đã cảm thấy mình vô cùng ăn hại. Đừng lo, hãy nhìn vào Chopper để cảm thấy ăn hại hơn nữa. Khi một con tuần lộc nhờ ăn trái ác quỷ biến thành người, lại có trí tuệ vượt xa con người. Thành tích đầu tiên mà chủ tịch Tony đạt được chính là thi đại học được gần 30 điểm. Đỗ vào lớp y học của Kureha, bác sĩ giỏi nhất trong những bác sĩ giỏi với trình độ y học tương đương các y nhân cấp cao ở ngôi làng tên là Lá. Trong một thời gian ngắn, kỹ năng của bác sĩ Chopper đã vượt xa rất nhiều các bác sĩ ở quê hương đảo Drum, đảo quốc y học. Sau Kureha, Chopper là bác sĩ vĩ đại nhất trên đảo và cậu ta phát triển về mặt kỹ năng kể từ đó. Được bà già Yamaha như Kureha nhận là học trò cũng không phải dễ và tốt nghiệp, đủ kỹ năng để người thầy, người mẹ này gửi gắm cho ra khơi lại càng không phải tầm thường. Chủ tịch đúng là chủ tịch, người ta đã có tố chất ngay từ lần đầu xuất hiện rồi. 9. Cứu sống vô số người dân đảo Drum. Là phương quốc y học với rất nhiều bác sĩ giỏi và trong số đó, Chopper là một trong những bác sĩ vĩ đại nhất trên đảo Drum, nếu không muốn nói là vĩ đại nhất. Tuy là động vật may mắn được hóa thành người, Chopper ý thức sâu sắc rằng việc cứu sống những người xung quanh là điều tối quan trọng và đây cũng là một trong những thành tích lớn nhất mà Chopper đạt được. Cùng với Kureha, Chopper thường xuyên xuống dưới lâu đài Drum, vượt gió tuyết và giúp đỡ tất cả những ai cần được họ chữa trị và cứu giúp. Trong suốt thời gian dưới quyền Kureha, tuy cả thầy và trò đều là những vị bác sĩ có phần quái dị, nhưng họ đã cứu được vô số mạng người. Nếu cứu một mạng người là xây 7 tòa tháp, thì bây giờ chủ tịch đã là một ông trùm bất động sản trong One Piece mà không cần tìm đến một kho báu nào khác. 8. Chế tạo thành công thuốc cắn Rubber Bone. Không những chăm chỉ học hỏi và cứu người hồi còn ở Drum, Chopper cũng dành thời gian của mình để nghiên cứu các loại thuốc khác nhau và cuối cùng đã tạo ra một loại có tên là Rubber Ball, sản phẩm đã tạo nên huyền thoại về ngày Chopper cắn kẹo trong truyền thuyết. Theo đó, sử dụng loại thuốc này, Chopper có thể kiểm soát các phép biến đổi hệ gen của mình và thay vì chỉ có một dạng lai, cậu ta đã đạt được tổng cộng là 7 lần biến đổi. Với mỗi dạng, Chopper lại có được một khả năng khác nhau. Tạo ra một loại thuốc như vậy là một công việc khá khó khăn, nhưng Chopper vẫn làm được mà không hề gặp nhiều khó khăn. Chính nhờ năng lực và hiểu biết siêu phàm về y học, Chopper, người chơi hệ tự lập, không cần đến một dàn harem nâng khăn sửa túi mà vẫn có thể tự bút được sức mạnh của bản thân. 7. Cùng Usopp đánh bại boss mạnh ở Alabasta. Ngoài vai trò là một bác sĩ, Chopper còn là một chiến binh thiện nghệ và cậu ta đã chứng minh điều này trong vô số lần đụng độ với các kẻ thù. Vừa nằm trong bộ ba yếu đuối của băng mũ rơm, lại có tiền thưởng truy nã cực kỳ thấp vì bị lầm tưởng là con pet cưng của nhà mũ rơm. Nhưng tất cả những điều này không phản ánh đúng được sức mạnh và kỹ năng của người nhận tứ hoàng Big Mom làm pet. Trong phần Alabasta, trận chiến đầu tiên của hải tặc tân binh Tony Tony Chopper, cậu ta đã chiến đấu chống lại Mr. Four và Miss Merry Christmas cùng với Usopp và đánh bại họ, hai trong ba thành viên của hội yếu đuối kết hợp. Lúc này, kỹ năng của Chopper vẫn chưa có hoàn thiện, nhưng cậu lại khá linh hoạt và có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và khối óc để vượt qua kẻ thù của mình. Vừa mạnh, vừa có bộ óc chiến lược chính là Chopper. Tuy cuối cùng, cả Chopper và Usopp đều khá là tả tơi, vài lần nghĩ là bản thân đã đến giới hạn, nhưng mà chiến thắng đã thuộc về họ. 6. Dùng hình dạng quái vật cầy nát NES Lobby. Trong arc NES Lobby,
chúng ta đã chứng kiến Chopper khai thác sức mạnh lớn nhất của mình, được gọi là Monster Point hay là dạng quái vật sau khi cắn thuốc quá liều. Hình thức này cũng là một phần của các phép biến hình Rumble Ball mà Chopper đã tạo ra. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cậu ta không thể kiểm soát được nó trước khi thuốc hết tác dụng. Khi ở hình dạng này, sức mạnh của Chopper là vô cùng khủng khiếp. Khi nhóm Chopper, Usopp và Frankie đang vào tình trạng lép vế trước nhóm CP9, ở hình dạng quái vật, Chopper đã đánh bại Kumadori chỉ bằng một đòn duy nhất, gánh cả team. Không nghi ngờ gì nữa, Chopper là một trong những nhân vật mạnh nhất trong phần NES Lobby. Cậu ta là nhân tố quan trọng để kế hoạch giải cứu Robin được hoàn thành. Đây chính là một thành tích lớn mà Chopper đã đạt được. Sau time skip, Chopper đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn việc biến đổi Master Point của mình. 5. Tìm ra điểm yếu và nguyên nhân cái chết của Wars. Trong app Thriller Bark, bác hải tặc mũ rơm đã phải kết hợp sức mạnh để đánh bại Wars, người khổng lồ cổ đại từng gây nên một nỗi ám ảnh lớn cho những người biết đến nó. Wars đã chết và được hồi sinh bởi các Komoria bằng cách sử dụng sức mạnh trá quỷ bóng gió Kage Kage no Mi cùng với kỹ thuật của bác sĩ dị hợm Hawkback để biến xác gấp của Wars thành một vũ khí chiến đấu mạnh nhất của hắn. Không phải bất kỳ ai khác, mà nhờ kiến thức và khả năng quan sát của mình, Chủ tịch Chopper một lần nữa đứng ra gánh cả team, giúp băng hải tặc ngũ dâm tìm ra nguyên nhân cái chết của ma nhân Oars và do đó là điểm yếu của hắn ta. Chính từ đây, anh Mê Luffy mới bắt đầu biết mục tiêu để mà tấn công. Tận dụng lợi thế của mình, băng ngũ dâm đã vượt qua Oars và hạ gục thêm một thất vũ hải. 4. Tốt nghiệp thành công tại Vương quốc Torino. Trong khoảng thời gian 2 năm time skip, như ba đồng đội, Chopper được đưa đến sống trên đảo Torino, nơi mà có những con chim khổng lồ bố đời nhất nhì One Piece. Mặc dù ban đầu cậu cho rằng những người ở đó là người nguyên thủy vì cách ăn mặc và nói chuyện vô cùng là tối cổ, nhưng Chopper đã nhanh chóng mắc quan điểm và sớm nhận ra rằng họ có một số loại thực vật hữu ích nhất có thể giúp chế tạo nên các loại thuốc chữa bệnh mà khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Nghiên cứu trong thư viện của họ, Chopper đã được học về các loại thảo mộc khác nhau và có được những kiến thức y học đáng kinh ngạc. Sau 2 năm time skip, Chopper đã tốt nghiệp thành công khóa học y dược tại miền đất đầy kỳ lạ này, được chim khổng lồ làm xe ôm trở về gặp đồng đội. Và có lẽ sẽ sớm thôi, sẽ đến ngày chủ tịch nhà tôi đứng trước 500 anh em và tuyên bố: "Từ hôm nay, hãy gọi tôi là bác sĩ vĩ đại nhất." 3. Nhiều lần cứu đồng đội. Trải qua 3 lần cánh tim, không thể phủ nhận rằng Chopper tuy rất đáng yêu và thường bị lầm là pet, nhưng mà lại có số lần cứu đồng đội lại đếm không xuể. Sử dụng kỹ năng của mình như một bác sĩ, Chopper đã cứu sống rất nhiều người, bao gồm cả những người đồng đội phi thường của mình. Không kể những lần dùng thuốc cứu Luffy, ôm bình máu chạy theo tiếp máu cho ông anh Sanji, Chopper còn sẵn sàng nhảy xuống dưới nước để cứu Luffy khỏi chết đuối dù bản thân của mình không biết bơi. Sau Thriller Bark và trong tình trạng te tua của cả nhóm, Chopper đảm bảo rằng Zoro vẫn sẽ sống sót sau vết thương khi anh ta bị Bartholomew Kuma thử lòng bằng năng lực của trá quỷ đến mức hôn mê không ngửi nổi mùi rượu. Chopper cũng đã cứu Luffy sau khi chiến đấu chống lại Crocodile, Hody, Katakuri và nhiều tên hải tặc hùng mạnh khác. Sau tất cả những trận chiến này, Luffy dường như rơi vào trạng thái lạnh ít dữ nhiều, cụ suýt nữa thì đi trên lạnh toát. Chỉ có thể là Chopper đã dùng khả năng y thuật để cải tử hoàn sinh cho đồng đội. Nếu không có Chopper, một số thành viên của phi hành đoàn có thể sẽ không toàn mạng. 2. Kiểm soát thành công khi ở dạng quái vật. Nếu trước đây, hình dạng quái vật của Chopper là không thể kiểm soát, cậu thông suốt hải quân nhưng đồng thời quất luôn cả phe ta, thì càng về sau, Chopper đã có thể sử dụng và điều khiển nó trong 3 phút. Nghe thì có vẻ khá ít, nhưng mà thời gian này thì cũng đủ lâu để Chopper đánh bại kẻ thù của mình. Nhưng nếu gặp phải những nhân vật khá bá của nửa sau tân thế giới, sau khi băng mũ rơm trải qua 2 năm time skip thì 3 phút là không hề đủ. Nhờ sử dụng đỡ bất đắc dĩ từ nhà khoa học điên Caesar Cloud, Chopper đã tăng thời gian tồn tại ở dạng quái vật của mình từ 3 lên 30 phút, tức là tăng gấp 10 lần. Một kết quả rất đáng kinh ngạc. 30 phút thì chủ tịch còn thông tới tận đâu ấy, chứ mỗi thông chốt hải quân thì có là gì. Nhưng mà cương lâu thì hậu quả cũng lớn hơn so với 3 phút của lúc trước. Nhưng mà vẫn phải công nhận, đây là một thành tựu lớn của Chopper trong việc kiểm soát sức mạnh của chính bản thân mình và luôn sẵn sàng ra chiến đấu để hỗ trợ đồng đội. 1. Chopper xuất hiện với cú phản đòn chống lại Onibang. Trước đó là bắt về nuôi một tứ hoàng là thú cưng, rồi sau đó thì trong Onigashima, Chopper phải thể hiện kỹ năng của mình một lần nữa khi đối đầu với cả chú hề Queen
kẻ sử dụng virus Ice Oni để biến tất cả mọi người thành quỷ băng. Virus này làm cho cơ thể người bị lạnh đến mức nó bao phủ toàn bộ cơ thể họ bằng băng, có hình dạng như ác quỷ có sừng, răng sắc nhọn, và bản thân người mắc bệnh không thể điều khiển suy nghĩ của mình, trở nên điên loạn và tấn công bất cứ ai. Ghê gớm như cái cách mà corona xâm chiếm trái đất, virus quỷ băng lây nhiễm thông qua tiếp xúc cơ thể và nó gây sức ép lên cơ thể nạn nhân, khiến họ sau những cơn điên loạn chỉ có thể sống sót được tối đa là 1 giờ đồng hồ. May mắn thay, nhờ có Miyagi và Tristan, bác sĩ Chopper của chúng ta đã có thể tìm ra được cách tiêu diệt Ice Oni chỉ trong vòng vài phút. Chủ tịch gánh cả đảo, đừng bao giờ coi thường người khác nha. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những thành tựu lớn nhất của Chopper, trong khi đối thủ của cậu tên Queen với mức truy nã bạc tỷ lại là người đã từng làm việc với những thiên tài khoa học như là Vegapunk và Judge trong quá khứ. Chopper cũng đã tìm ra cách chữa khỏi virus mami của mình cho nhà tù Udon. Đến với Wano, bác sĩ Chopper dường như đã có rất nhiều đất diễn và đóng một vai trò quan trọng trong sự chiến thắng của băng ngũ rơm. Và vừa rồi là top 10 thành tích lớn nhất của chủ tịch Tony Chopper, thành viên bộ ba yếu đuối nhưng lại 5 lần 7 lượt cân cả team phe ta lẫn phe địch. Ngay bây giờ, mời 500 anh em ngồi ngay ngắn và hướng mắt lên chiếc TV màn hình siêu to khổng lồ của bài thằng xăm soi nhá. Đầu tiên là bạn Ngọc Gia. Anh ơi, em nhớ giọng cũ quá, nhưng em vẫn luôn ủng hộ anh. Cứ mỗi chiều đi học về là lại bật TV lên xem xăm soi. Mong anh sẽ luôn làm ra nhiều viết hay để mỗi lần đi học về là em được thư giãn. Cảm ơn các bạn vì đã luôn yêu quý và ủng hộ nhé. Bác Hải Tàng Xăm Soi sẽ luôn cố gắng để mang đến những nội dung hay nhất cho anh em. Bạn Guardian Ploy thì nói rằng, tại sao công chúa nào cũng mê cu lù hết vậy? Tại sao không có một công chúa nào mê anh xăm soi? Ừ đấy, nghĩ lại thì cay thật chứ, mà anh xăm soi cũng mê Luffy em ạ. Và cuối cùng là bạn Trần Hoàng Hiếu. Sống 70 tuổi hơn, chưa gặp người con gái nào hoàn hảo như là Boa. Thôi ông ơi, đừng có mà mồm điêu đi. Và ba comment vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh để Bác Hải Tàng Xăm Soi đạt 500.000 sub nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai. Bye bye. Nóng, Bác Hải Tàng Xăm Soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece Xăm Soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Xăm Soi đang đợi bạn. Link nhóm ở mô tả nha.